Nhằm đáp ứng nhu cầu khám và tư vấn về dinh dưỡng của mọi người, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động phòng khám và tư vấn dinh dưỡng theo yêu cầu, đặt tại khu phòng khám chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, số 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng khỏe mạnh đúng cách khám phá nhé. Phòng khám và tư vấn dinh dưỡng theo yêu cầu do tiến sĩ bác sĩ Lưu Ngân Tâm, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm chủ tịch Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam trực tiếp thăm khám và điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Lưu Ngân Tâm, dinh dưỡng là nhu cầu thiết yếu trong quá trình phát triển của con người, trong hoạt động thể chất và phòng ngừa bệnh tật. Trong bệnh lý, dinh dưỡng phù hợp giúp người bệnh cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, tăng cường đề kháng, hạn chế các rối loạn về dinh dưỡng, chẳng hạn như tăng mỡ máu, rối loạn đường huyết, tăng azot máu. Dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp mau hồi phục sức khỏe, giúp tăng cường chất lượng sống ở người bệnh di chứng COVID-19, ở bệnh nhân sau nằm viện, sau các phẫu thuật lớn hoặc sau chấn thương nặng. Và chúng ta đã thấy dinh dưỡng đó là một cái vấn đề rất là quan trọng, như đối với trẻ nhỏ hoặc là trong thai nhi hoặc là đến khi mà trẻ nhỏ nó được ra đời, thì cái dinh dưỡng nó góp phần cho trẻ phát triển tầm vóc chiều cao, để liên quan tới tầm vóc sau này có cao có khỏe, thể chất có khỏe hay không, thông minh hay không. Còn đối với người trưởng thành hoặc người lớn tuổi thì nếu mà chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng đó là một chế độ ăn mà nó cân đối, nó đầy đủ các chất, nó cân đối các thành phần, thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tốt và chúng ta có thể phòng bệnh. Tuy nhiên, nói tới dinh dưỡng trong bệnh lý thì chắc quý vị đâu đó cũng có nhiều người biết, tuy nhiên cũng không ít người cũng sẽ không hiểu vai trò của dinh dưỡng trong điều trị. Đó là tôi nói đơn thuần thôi, những cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa, nào là đái tháo đường, nào là bệnh tim mạch, nào là đái tháo đường lâu năm bị suy thận, hoặc là liên quan tới lạm dụng rượu bia, liên quan tới vấn đề bệnh lý về gan, gan nhiễm mỡ hoặc xơ gan vân vân. Thì tất cả những cái bệnh lý thường nó sẽ liên quan tới vấn đề dinh dưỡng. Và nếu mà chúng ta chỉ trông chờ bệnh là uống thuốc thì như vậy cái việc điều trị nó cũng sẽ bị hạn chế lắm. Mà chúng ta phải nên phối hợp với cái chế độ dinh dưỡng hoặc là chế độ ăn cho nó đúng. Thì nếu như mà cái người tiểu đường mà ăn đúng thì cái việc kiểm soát đường huyết nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Thuốc chúng ta cũng không phải cần tăng liều hoặc là phải phối hợp nhiều loại thuốc. Hoặc là người suy thận cũng vậy, là có cái chất lượng sống sẽ tốt hơn, thay vì là thiếu máu, thay vì là suy dinh dưỡng, thay vì là yếu sức. Hoặc là những người mà sau người lớn tuổi sau cái đợt bệnh, ví dụ như giai đoạn vừa rồi là chúng ta đỉnh dịch Covid, thì người lớn tuổi nhiễm Covid xong vào viện điều trị, nếu tình trạng mình nặng hoặc là phải nằm hồi sức, thì quý vị thấy là ông bà cha mẹ chúng ta về người nào cũng teo cơ yếu sức hết, ăn thì không nổi, rồi kém tiêu hóa hấp thu, rồi rất nhiều bệnh lý như viêm loét đại tràng, rồi rất nhiều bệnh lý nó ảnh hưởng tới làm cho người bệnh ăn không nổi nữa. Thì như vậy ăn không nổi, kém tiêu hóa hấp thu, thì vấn đề là tư vấn dinh dưỡng như thế nào để người ta có thể ăn được, người ta ăn được với phù hợp với khả năng nhai của người ta, người ta có rối loạn nuốt thì ăn như thế nào để phù hợp với rối loạn nuốt, và bổ sung thêm chất gì để bồi hoàn lại dinh dưỡng cho người bệnh, để người bệnh mau phục hồi và trở lại cái chất lượng sống bình thường. Và thậm chí là như người bệnh ung thư cũng vậy, là trong giai đoạn hóa xạ trị thì dinh dưỡng như thế nào để tăng cường cái sức khỏe lên, để có thể đáp ứng với hóa và xạ trị, và cái chất lượng sống cũng như thời gian sống còn kéo dài. Như vậy quý vị thấy là chẳng những đối với người bình thường là dinh dưỡng là quan trọng, mà đối với người bệnh cũng rất là quan trọng. Phòng khám và tư vấn dinh dưỡng theo yêu cầu của Bệnh viện Chợ Rẫy được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại như dụng cụ cân trọng lượng cơ thể, chiều cao và tính BMI bằng sóng siêu âm, đo lớp mỡ dưới da, sức cơ bàn tay, đo thành phần cơ thể như cơ, mỡ tạng, mỡ bụng, khối xương cơ, v.v. Từ những dữ liệu này, các bác sĩ có thể thăm khám và đánh giá tình trạng dinh dưỡng toàn diện, đo thành phần cơ thể như khối cơ, khối mỡ, khối nạc, v.v. bằng máy đo trở kháng điện sinh học, xét nghiệm đo nồng độ chất dinh dưỡng trong máu chẳng hạn như vi chất dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng và cung cấp thực đơn cá nhân hóa để áp dụng tại nhà, cung cấp tài liệu hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp bệnh lý. Theo tiến sĩ bác sĩ Lưu Ngân Tâm, phòng khám và tư vấn dinh dưỡng theo yêu cầu của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thăm khám và tư vấn dinh dưỡng cho những đối tượng chính yếu sau đây: bệnh nhân di chứng COVID-19, người lớn tuổi, sức yếu, ăn uống kém hoặc người bệnh nằm liệt giường, người mắc các bệnh nền, đái tháo đường, tim mạch, bệnh thận, cơ xương khớp, gút, người mắc bệnh ung thư, các bệnh nhân trước và sau phẫu thuật, người béo phì muốn giảm cân, người bị suy dinh dưỡng, suy kiệt. Các bạn thấy thế nào về thông tin trên? Nếu thấy hay và bổ ích, các bạn đừng quên like, share và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách để cùng cập nhật thêm các thông tin y tế xã hội mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!